Nếu như anh chị đang sinh sống tại thủ đô Riyadh, đặc biệt là khu vực trung tâm của thành phố, thì chắc hẳn ai ai cũng sẽ biết đến sân chơi thể thao ở trung tâm Bà Rô nè. Tòa lạc ở trung tâm thủ đô, tiện lợi với các tuyến đường phương tiện công cộng, có bốn mặt tiền và có hai cổng chính ở đường Christiana Barona và Alexandra Jacques. Đây là sân chơi tập trung rất nhiều môn thể thao khác nhau tùy theo từng khu vực. Ví dụ như là sân chơi cho trẻ em như là cầu tù, xích đu, lưới nhún hay là vòi phun nước. Ngoài ra còn có sân vận động đá banh, bóng rổ, cũng như khu vực địa hình cho các môn xe đạp, scooter, patin hay là trượt ván. Mời mọi người cùng xem ảnh thực tế của sân chơi này như thế nào nhé.